Truyện Hồ Bị Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ thứ 24, truyện dài Nhân Tình Ấm Lạnh của nhà văn Hồ Bị Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Duy Linh ngồi lặng thinh nghe, song sắc mặt hầm hầm, mồ hôi nhỏ giọt. Chừng nghe tới đó, anh ta mới nhẹ nhàng trong mình nên hỏi. Vậy á, mà nó có đánh em, trúng chỗ nào nặng hay không? Không, nó kéo níu và có đánh em một cái bột tai thôi mà, cũng may mắn, chứ chỉ hồi đó có cây cối gì ở đó, em giật em đập nó. Thì chắc nó không nhịn rồi sanh chuyện lớn. Em về nhà ông Phán kêu cửa, bà Phán chạy ra mở cửa cho em vô. Em hỏi ông Phán thì bà nói ông bị bệnh nên đã vào nhà thương hồi sớm mai rồi. Bà thấy em về nửa đêm mà quần áo nhậu nát, mặt mày giả dược. Bà lấy làm lạ nên hỏi em đi đâu chừng này. Em khóc mà thuật hết đầu đuôi sự tú cẩm loạn luân cho bà nghe. Bà không có binh vực em mà thôi, mà còn rầy em, nói nhiều chuyện, được sung sướng không muốn ở yên, còn để đặt điều nói xấu cho tú cẩm. Em giận quá, dằn lòng không được, nên cãi lẽ với bà. Anh nghĩ mà coi, người ta đã quấy mà bà lại trở cho mình là quấy, tức quá nín sao được. Bà đã nói bậy, lại không biết nghe lời phải nữa. Bà nghe em cãi lẽ thì bà giận nên bà đuổi không có chứa em nữa. Nói anh ruột của em mà em còn nói xấu như bà chứa em trong nhà. Bà sợ ngày sau cũng mang tiếng xấu như tú cẩm. Em nghe mấy lời nghẹn cổ nên ngồi khóc chứ không biết nói sao được. Bà Phán không có đập lòng, nói nhiều tiếng gắt gao, rồi đuổi em, biểu em đi đâu thì đi, để cho bà đóng cửa bà ngủ. Em muốn năn nỉ với bà, nhưng nghĩ thầm, người ta đã không có thương mình, nếu mình năn nỉ xin ở nữa, thì sợ ngày sau sanh nhiều chuyện khó. Em nhớ lời anh dặn, hễ có việc chi khốn đúng phải cho anh hay, mà bây giờ trên đời này em chẳng biết ai mà giờ cậy nữa hết. Nên xách đồ lên xe kéo mà ra đây. Cuối này anh thương thằng em, chỉ biểu dùng coi phải làm thế nào mà trừng trị quân dâm ô, kéo để như vậy thì tức quá chịu không được. Phi Phụng nói dứt lời rồi ngồi khóc thúc thích. Ngó Duy Linh thì thấy anh ta tay khoan trước ngực, mắt ngó vào vách không nói chi hết. Cách một hồi lâu, Duy Linh mới dây qua, ngó ngay Phi Phụng nói. Từ đây sắp lên, em ở đây với anh, đừng đi đâu nữa hết thảy. Duy Linh thấy Phi Phụng ngó mình trăng trăng, thì dây mặt chỗ khác rồi nói tiếp rằng. Đã biết em ở đây với anh, chắc là thiên hạ dị nghị. Mà mình nên hư, mình biết thiên hạ. Nói thế nào, chối kệ họ, miễn là mình không có hổ với lương tâm của mình thì thôi. Duy Linh đứng dậy đi lại cầu thang, kêu thằng Cử, biểu xách giỏ đồ của Phi Phụng lên. Rồi biểu đem cái ghế bố xuống tầng dưới, anh ta nhường cái giường của anh ta lại cho Phi Phụng. Còn anh ta tính xuống tầng dưới, nằm trên ghế bố mà ngủ đỡ, rồi sáng mai sẽ đi mua thêm một cái giường nữa. Trước khi đi ngủ, anh ta nói với Phi Phụng. Thôi,
Em cứ đi ngủ yên, để mai rồi sẽ tính coi có nên thư kiện nó thì anh đi cho. Em đừng có lo chi hết á. Phi Phụng về ở với Tú Cẩm thì Tú Cẩm nhượng cho ngủ một mình trên lầu. Rồi cách mấy ngày Tú Cẩm trở mặt dê. Mới bị đó, liền ra đi, Duy Linh cũng nhường cho cô ngủ một mình trên lầu nữa. Theo thường tình, ai gặp cảnh như vậy cũng giật mình. Chẳng hiểu gì cớ nào, Phi Phụng không lo sợ, mà thấy Duy Linh sắp đặt chỗ mình ăn ở, thì trong lòng lại vui mừng, nên nói với Duy Linh. Em đã cùng trí rồi, bây giờ em không có sợ chi miệng thiên hạ nữa. Ai muốn nói tiếng chi thì nói, miễn anh thương dùng thân em, cho em ở nhờ nương manh áo hộp cơm. Anh muốn sai khiến em làm việc chi cũng được hết thầy á. Thôi để em đi chợ nấu ăn, chưa có rảnh em may áo, giá quần hoặc thiêu giày thiêu khăn, làm vớ nón để bán. Còn tối em biên chép sổ sách chút đỉnh giúp anh cũng được. Em ở với anh thì em yên lòng, không sợ chi hết. Duy Linh đứng nghe, miệng chúm chím cười, chừng Phi Phụng nói dứt lời rồi, anh ta biểu. Thôi, em ngủ đi, gần 3 giờ rồi. Ngủ một chút á, rồi sáng mai sẽ hay. Rồi sau đó, anh ta xuống lầu. Đêm ấy, Duy Linh nằm, suy tới tính lui ngủ không được. Phi Phụng ở đây một là gây thù quán với Tú Cẩm, hai là làm mít lòng bà Phán Kim. Sợ chẳng khỏi hai người ấy đến đây kiếm chuyện, nói mình dụ dỗ cô rồi làm rầy với mình, lại làm nhục cho cô nữa. Nếu muốn làm rầy với mình thì mình chẳng lo gì, sáng mai mình xuống bóp, thưa với ông cò xin bắt Tú Cẩm. Rồi giải ra tòa đằng tòa phạt về tội cưỡng dâm. Nếu bà Phán ra nói chéo véo, thì mình thưa luôn bà đồng lõa nữa, thì hai người không phép nào gây sự với mình, mà cũng không thể nào nói xấu cho Phi Phụng được. Hễ việc ra đến tòa rồi thì Phi Phụng ở với mình yên ổn, khỏi lo Tú Cẩm cáo mình dụ dỗ gá thiếu niên, mà tuy Tú Cẩm sanh tâm lang sói, song nó cũng là con của bác huyện hàm. Nếu mình làm xa lẻ, ngây gian thì tồi bại gia đình bác huyện quá, khó tính quá. Việc này mình phải dò ý Phi Phụng coi cô liệu lẽ nào, chứ mình không nên tự chuyên. Mà dầu mình có đi kiện thư xa lẻ, hay mình bỏ qua, thì cũng chẳng khoai thiên hạ họ dị nghị. Bởi vì mình với Phi Phụng như không có tình với nhau, thì sao mà lại đến tiệm mình mà ở? Và sao mình lại chứa cô ta trong nhà? Tình mình cao lòng, mình sạch thì mình biết, chứ thiên hạ ai biết dùm được cho mình. Phận mình là trai, ai muốn dèm xỉu mặt ai, mình không lo chứ hết. Ngạc, Phi Phụng là gái, những lời du oan giá họa có lẽ làm xúc phạm danh tiết của cô được. Nếu mình không ngăn ngừa trước, để cho cô mang tiếng xấu, rồi mình gỡ sao ra? Vậy thì sáng mai mình rõ hết chân tình u ẩn của mình, ôm ấp mấy năm nay cho cô rõ, rồi xin cô kết tóc trăm năm với mình phức cho rồi, đặng chẳng ai dám dị nghị nữa. Cái kế đó hay thì có hay thật, nhưng biết cô có giả thương mình hay không? Nếu cô thương mình thì thương như anh ruột, chứ không có chút tình chí khác. Thì lời dịu ngọt của mình gẫm chẳng khác gì với cưỡng dâm của Tú Cẩm. Giường ấy chẳng khác sa cô chạy ô mộ mắt ô mã. Còn mình thì nhục Tú Cẩm, chắc cô cũng thị nhục mình. Huống chi hôm nay cô gặp hoạn nạn, thân liễu bộ bơ vơ giữa đám ma quỷ, như nằm bên miệng giếng, như đứng giữa vây hùng. Cô không có nơi nương dựa, lại không biết ai kể nhờ. Cô tin lòng mình chân chánh, nên đến đầu nhờ,
không nghi ngại chi hết. Nếu mình thừa nhân chi nguy, mà làm cho phỉ nguyện, cô không tuân lời, sợ mít bụng mình, còn cô tuân lời thì buồn ý cô. Người ta gặp cảnh như vậy, mà mình ép trí thì mình là tiểu nhân. Dẫu làm chồng, một cô bán cá ngoài chợ cũng không xứng, có đâu đè bồng dám làm chồng một cô như Phi Phụng. Không được, chẳng nên tính quấy. Duy Linh càng tính, trong lòng càng xôn xao, tính đến sáng mà cũng chưa xong việc nào. Còn Phi Phụng mới bị việc khủng hoảng trong chợ lớn, lẽ thì cô tức tuổi ngủ không được, té ra, cô nằm chẳng bao lâu thì cô ngủ khò. Đến 6 giờ sáng, thằng Cử mở cửa khu lộp cột cô mới giật mình thức dậy. Duy Linh đợi Phi Phụng rửa mặt, gỡ đầu, rồi mới lên lầu, hỏi cô ý cô có nên xuống bóp? Mà thưa Tú Cẩm, về tội toan cưỡng dâm và xin bắt đến tòa trị tội. Hay là đi cớ cho cọ hay sự ấy, đặng ở yên, hoại sợ Tú Cẩm trở trái, làm mặt mà thôi. Phi Phụng không suy nghĩ chi hết, lại nói. Anh liệu thế nào đó, phải thì anh làm dùm, tự anh, định thế nào em cũng chịu hết á. Duy Linh nghĩ nếu mình làm cho thẳng lẽ ra, thì Thú Cẩm bị tội, bằng không thì cũng mang nhục. Ngặt có một điều Thú Cẩm mang xấu, rồi sự xấu hổ ấy cũng lấy ít nhiều cho Phi Phụng nữa, nên anh ta do dự không nỡ làm. Tuy vậy anh ta muốn khỏi mang tội dụ dỗ gái thiếu niên, nên cũng đi xuống bóp thuật rõ chuyện Phi Phụng cho ông cò nghe, rồi xin ông cò làm chứng cho Phi Phụng ở nhà mình thôi, chứ không thư kiện Thú Cẩm. Chiều, lỡ 5 giờ, Phi Phụng ngồi tại tủ tiền để thâu tiền, còn Duy Linh thì đứng ngồi trước phụ với mấy đứa làm công. Thình lình Phi Phụng kêu Duy Linh nói, có bà Phán mới đi ngang qua tiệm đó. Duy Linh chạy ra dòm, thì thấy có một người đàn bà, đi ra khỏi tiệm rồi, mà còn xây mặt lại mặt ngó. Chẳng bao lâu, bà Phán đi trở lộn lại nữa, mà lần này bà đi chậm ngó vô tiệm, coi ý như muốn kiếm ai vậy. Phi Phụng ngồi ngó, ra tỉnh táo như thường, sống giả bộ như không thấy bà, nên không chào hỏi chi hết. Duy Linh đi vô trong nói với Phi Phụng. Bà Phán đi dò thám coi có em ở đây hay không. Nếu bà có vào tiệm thì em chào hỏi cho chúng lễ mà thôi, chứ đừng có nói chi hết, để đó mặc cho anh nói cho. Anh ta có ý riêng trông cho bà Phán vào, coi bà nói ra làm sao, chẳng về bà đi tuốt, không thấy trở lại nữa. Qua ngày sau, lúc 8 giờ sáng, có hai thầy vào tiệm mua đồ. Duy Linh lấy hàng cho khách xem, còn Phi Phụng đứng trong, tay cầm chổi lông gà, đương quét bụi trên tủ tiền. Thình lình Tú Cẩm y phục đoan trang, áo nỉ xám, quần tích so, chân đi giày vàng, đầu đội nón trắng, miệng ngậm xì gà ở ngoài xăm xăm bước vào, liếc ngó Phi Phụng, rồi hỏi trống rằng. Chủ tiệm này là ai? Duy Linh dây lại, thấy người ấy. Mặt bị cầu hai ba đường, biết là Tú Cẩm. Xong giả bộ như không biết, nên hỏi tỉnh táo. Chủ tiệm này là tôi, thầy muốn nói chuyện chi? Phi Phụng biến sắc, ngừng lại không quét nữa, tay cầm cây chổi, đứng ngó trăng trăng. Tú Cẩm trợn mắt ngó Duy Linh và nói. Thầy là người có học, lại làm chủ một tiệm lớn như vậy. Sao thầy không có biết luật? Thầy dụ dỗ con em gái tôi rồi oa chữ nó ở trong nhà. Tôi nói cho thầy biết nha, để tôi làm cho thầy ở tù một chuyến, đặng thầy bỏ cái thói dụ dỗ con em người ta. Phi Phụng nghe nói nổi giận, mặt mày tái xanh, ở trong sóc sóc đi ra, tay quên buông cây chổi, vừa đi và nói lớn. Đồ đã nhơ nhuốc lắm, mà chưa biết xấu hổ, lại còn dám đến đây mà nói xấu như người ta nữa hay sao? Thúc cảm thấy bộ Phi Phụng hầm hừ, tay lại cầm cây chổi. Sợ Phi Phụng ý thế có chỗ đông người, rồi dùng chổi làm nhục mình, nên đi sụt lại vài bước.
Chú Linh liền nói với Phi Phụng. Em hãy đi vô trong. Một mình anh trả lời với thầy cũng đủ rồi. Chẳng cần em phải nói cho uổng tiếng. Phi Phụng đứng lại một bên cái tủ giày, tay cũng còn cầm cây chổi. Lại có giận quá rung tay, nên lông gà kế trong chổi lúc lắc lia lịa. Hai thầy Lựa Hàng nghe thấy chuyện như vậy lấy làm lạ, nên đứng ngó, nhất là thấy Phi Phụng cầm chổi thì tức cười nôn ruột. Dư Linh can Phi Phụng rồi dây lại hỏi Tú Cẩm. Thầy phải là anh ruột của cô hai đây không? Phải. Tên thầy là Huỳnh Tú Cẩm phải không? Phải. À, bất nhân dữ không? Vậy mà tôi không có về nên không có chào hỏi. À, xin thầy miễn chấp. À, mời thầy ngồi. Thầy ngồi đây rồi tôi nói chuyện cho thầy nghe. Thầy muốn nói chuyện chi thì nói. Cần gì phải ngồi. Mà tôi tưởng tôi với thầy không có chuyện chi mà nói. Để tòa nói với thầy chứ tôi không có muốn nói. Khoan, chậm chậm vậy chứ. Nếu thầy muốn tới tòa mà nói chuyện cũng được. Nhưng trước khi tới tòa, tôi tính để tới bót đã. Bởi vậy tôi đã xuống bót mà nói với ông cò hay rằng có lẽ tôi với thầy sẽ xuống nói chuyện trước mặt ổng. Vậy thầy lựa giờ nào rảnh đi thì đi với tôi một lượt đặng khỏi chờ đợi. Ông cò hay trước rồi, để mình xuống thì ổng biết liền à. Tú Cẩm nghe nói như vậy, mặt thì giận, còn cặp mắt có mòi lo sợ nên lặng thinh một hồi rồi hỏi. Mà bây giờ đó, thầy muốn nói chuyện gì thì nói đi. Tôi nói trước cho thầy biết nha. Tôi không có phải như họ vậy đâu. Thầy đừng có nanh nỉ vô ích à. Tôi thương con em tôi lắm. Nên tôi tính kiếm chỗ xứng đáng tôi gả. Chứ tôi không có bằng lòng cho nó làm bạn với thầy đâu nha. Nếu thầy biết sợ phép, thầy khuyên nó đi theo tôi về. Thì quả may tôi tha thầy. Chứ nếu thầy đeo đuổi á, cầm nó ở lại thì tôi phải làm hại thầy. Tôi không có thể nào dung thầy được đâu. À, thầy đừng có lo. Tôi không có năn nỉ thầy tha tội đâu. Mà tôi cũng không có thể thất lễ với cô hai đâu mà thầy sợ. Tôi muốn nói với thầy là nói chuyện khác. Chứ không phải là chuyện thầy tưởng đó đâu. Vậy chứ chuyện gì khác nữa? Tôi muốn nói cho thầy biết là thầy giống súc vật. Chứ không phải người ta. Đó, tôi có muốn nói có bấy nhiêu đó thôi. Tú Cẩm nãy giờ thấy Du Linh dịu ngọt nên có ý lấn lướt, thình lình, nghe Du Linh mắng nặng nề quá, như vậy thì chưng hửng. Lại, thấy hai thầy lạ cười chúng chiếm, thì mắc cỡ nên nổi giận muốn đánh Du Linh. Du Linh vẫn biết Tú Cẩm là người biết nhục, thì mấy lời mắng của mình sẽ làm cho anh ta dụng võ đi rửa hờn. Nên đứng thủ thế phòng hờ, chẳng dè Tú Cẩm, dám giận mà không dám rửa nhục, bộ giận dữ như hùng, mà tính nhát hơn treo, trợn mắt xu tay mà hỏi xui xị. Sao thầy dám chửi tôi chứ? Không, tôi có chửi thầy đâu, tôi mắng chứ. Tôi rất tiếc ở nước ta không có tiếng nào nặng hơn nữa, đặng tôi dùng với thầy, chứ mấy tiếng tôi mới nói đó. Cũng chưa có vừa với người thái độ nhơ nhút như thầy vậy. Tú Cẩm giận quá, xong thấy Du Linh nói nghiêm, chỉnh bộ tỉnh tuồng, nhất là nghe nói, đã có cho cò bóp hay rồi thì trong lòng lo sợ, không dám làm dữ nữa. Tuy vậy, anh ta cũng muốn làm oai, nên nói đỡ mắc cỡ. Thầy đừng có làm phát à, để rồi thầy coi tôi. Nói rồi xây lưng, muốn bước ra cửa. Duy Linh nắm áo kéo lại nói. Khoan, thầy muốn đi đâu? Nếu thầy đi, tôi kêu lính bắt thầy liền ạ. Để tôi nói hết chuyện cho thầy nghe, rồi sẽ đi. Lật đật chi dữ vậy? Tú Cẩm nghe nói kêu lính bắt, thì sợ nên phải đứng lại. Ngó Duy Linh làm bộ giận lắm, không nói chi hết. Duy Linh liếc ngó, thấy hai thầy mua đồ, không muốn cho hai thầy hiểu chuyện xấu xa của Tú Cẩm, nên nói xa ra vợi Tú Cẩm. Con người ở đời nếu biết ăn cơm uống nước thì phải biết tôn trọng luân lý. Anh em một máu ruột thịt với nhau, dầu hồi nhỏ không được gần nhau, đến lúc lớn lên mới được gặp mặt thì cũng phải thương yêu nhau như sanh một bọc ở một nhà, chứ có đâu mà lại trở mặt giành hết gia tài ăn một mình.
rồi còn lại toàn làm nhơ nhút danh tiếng của người ta, làm bại hoại luân lý trong gia đình nữa. Tôi nói dùm cho thầy biết nha, vì tôi kính trọng bác huyện Hàm lắm. Tôi không có muốn cho bác đã khuất rồi mà còn phải đứng chứng kiến họ Quỳnh phải mang tiếng xấu. Nên tôi không có nỡ đem thầy ra giữa tòa đại hình, đặng thầy đền tội gian ác của thầy, rồi đày thầy ra Côn Lôn. Tuy vậy, tôi đã kể tội thầy cho cò bót biết hết rồi. Vậy thầy phải về bình yên, đừng có héo lắm đến đây mà nói nữa. Nếu thầy mà cãi lời tôi, còn theo nói xấu hoặc làm khó cho cô hai, thì tôi đây không có thể dung thầy được. Thôi, bây giờ thầy muốn đi đâu thì thầy đi, cho mau đi. Tôi cầm phần mắc cỡ phần lại giận, muốn nói, xong lại nghẹn cổ, cứng hầu, nói không được, nên bỏ đi một nước, không từ giả ai hết. Duy Linh ra cửa thì thấy có một cái xe hơi đậu tại góc đường, trên xe có bà Phán Kim. Duy Linh trở vào tiệm, thấy Phi Phùng ngó mình, cặp mắt ướt sượt, bộ cảm tình mình lắm. Hai thầy mua đồ không hiểu việc chi nên hỏi: người đó là ai, làm việc gì mà nghe nói lâu thôi dữ vậy? Duy Linh cười đáp: đồ bậy bạ mà muốn làm mặt lanh, nên là tôi giận, tôi vắng cho nó biết chừng. Hai thầy đi rồi, Phi Phụng ngồi khóc thúc thích. Anh mắng nó thiệt là đáng lắm. Mà em sợ nó không có nhịn đâu, nó có tiền bạc nhiều, chắc nó sẽ thí tiền mà làm hại mình. Duy Linh cười đáp: em đừng có lo, nó có giỏi nó làm thử coi, anh không sợ chi hết. Duy Linh tuy nói cứng cho Phi Phụng vững lòng, song trí cũng tưởng Tú Cẩm không lẽ nhịn. Dầu mà nó ép Phi Phụng về với nó không được, thì nó cũng kiếm thế mà phá cho Phi Phụng ở không yên. Chẳng dè, Tú Cẩm về rồi thì vắng tin, đã trót tháng rồi mà không thấy héo lánh tới tiệm, lại cũng không nghe thư kiện chi hết. Từ ngày Phi Phụng về ở với Duy Linh thì cô không buồn nữa. Ban ngày cô coi sóc giùm trong tiệm, hễ bán thì cô thâu tiền, ban đêm thì cô thiêu giày, thiêu khăn, đặng treo trong tủ để bán. Duy Linh không muốn cho cô coi nấu ăn, nói rằng trong bếp đã có mướn người, và cũng không cho cô đứng bán, nói rằng làm như vậy mệt nhọc cô. Duy Linh để trọn từng lầu cho cô ở, với trữ hàng hóa chút đỉnh thôi. Còn anh ta ăn ở nội tầng dưới chở hề khi nào bước lên lầu. Duy Linh là trai đa tình, lại quyến luyến một mình Phi Phụng thôi. Thường hay nói thầm rằng, nếu trời khi anh ta với Phi Phụng không duyên nợ với nhau, thì anh ta quyết cam chịu ở vậy tròn đời, không thèm cưới vợ, cứ tu tâm dưỡng tánh, kết nghĩa gây tình, đặng chờ kiếp sau sẽ hội hiệp. Nay Phi Phụng về ở chung một nhà, ra vào thấy mặt nhau tối ngày. Hôm sớm nói chuyện với nhau vui vẻ, ăn chung một mâm, ngủ cách nhau có mấy thước, bởi vậy có hôm Duy Linh nằm, lăn lộn bân khuân giả dười, ngủ không được, muốn tỏ phức tình riêng của mình cho cô biết, coi cô liệu lẽ nào tự ý cô, nếu cô chịu thì tốt, dẫu cô không chịu cũng cam tâm, thà vui hay buồn, mình biết một lần cho rồi, chứ để ôm ấp cái tình riêng như vậy hoài, thì trong lòng nặng nề bức rất lắm. Muốn như vậy rồi, nghĩ ngày nay cô bơ vơ không nơi nương tựa, đến xin đùm đập phía mình, vì cô tin bụng mình chân chánh không có chút hồ nghi. Nếu mình trỏ mòi mà cô không thuận, thì còn gì danh tiếng của mình, còn nếu cô thuận, mình cũng không khỏi mang tiếng, thừa câu nhân chi nguy. Phi Phụng ở chung với Duy Linh được 5-6 tháng, bởi tình riêng của Duy Linh như vậy, nên 3 ngày thấy mặt nhau hoài, thì Duy Linh vui vẻ vô cùng. Còn ban đêm nằm một mình, thì anh ta sầu não không kể xiết. Lần lần anh ta không đau mà ốm, ngoài mặt thì tươi tắn, mà trong lòng lại héo hắt. Có đêm anh ta đau đớn quá,
buồn rầu chỉ không được nữa, mới để tính, sáng ngày tỏ phức tình riêng với phi phụ một lần cho rồi, miễn là mình được phỉ nguyện thì thôi, ai dạy pha chê cười tự ý họ. Đã quyết như vậy rồi, như qua ngày sau, Du Linh thấy phi phụng vào ra chuyện vãn như thường, giọng thân thiết chẳng khác nào anh em ruột, cách đứng ngồi chẳng chút chi bờ ngợ, thì anh ta bất nhẫn, nên từ sớm mai cho đến xế, có nhiều dịp vắng vẻ, mà anh ta rụt rè ái ngại, không dám hở môi. Đến 3 giờ chiều, phi phụng ngồi một mình trên lầu chiếu dậy, Du Linh vào ra bức sức, nhăn mặt châu mày một hồi, lần bước lên lầu. Tính thừa dịp này mà bày tỏ niềm riêng, chứ nếu do dự hoài thì biết ngày nào mới tỏ được. Phi Phụng thấy Du Linh lên lầu thì mừng rỡ, hỏi chuyện này, chuyện nọ lăng xăng. Du Linh kéo ghế ngồi, nói chuyện dông dài một hồi. Vừa muốn nói việc riêng của mình thì thằng Cử chạy lên, thưa Du Linh rằng, có khách đến chơi. Du Linh không đắc ý nên sắc mặt chẳng vui, ngạc vì đã bị lộn trí rồi. Không thể nào nói chuyện hệ trọng như vậy được, nên đứng dậy đi xuống, miệng nói lầm bầm có bộ bất bình lắm. Vì vừa nghe kỳ thứ 24, truyện dài Nhân tình ấm lạnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.